Tiếp nối chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đến Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Macron kể từ năm 2019 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của bà Leyen với tư cách là người đứng đầu cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu EU. Dự kiến trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường vào ngày mai, Tổng thống Pháp và Chủ tịch EC sẽ thảo luận vấn đề Ukraine, Đài Loan, thương mại, công nghệ và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo châu Âu sẽ kêu gọi Trung Quốc giúp đỡ trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cũng trong chuyến thăm, ông Macron dự kiến đến thành phố Quảng Châu. Tháp tùng ông có hơn 50 giám đốc điều hành, trong đó có tập đoàn năng lượng EDF, tập đoàn đường sắt Alstom và nhà sản xuất máy bay Airbus. Các chuyên gia cho rằng Paris đang nỗ lực duy trì và tái cân bằng quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Còn bà Leyen bày tỏ lo ngại quan hệ của EU-Trung Quốc ngày càng xa cách. Bà nói, rõ ràng quan hệ của chúng ta đã trở nên xa cách và khó khăn hơn trong vài năm qua. Chúng ta đã chứng kiến sự cứng rắn đối với quan điểm chiến lược tổng thể của Trung Quốc trong một thời gian, và giờ đây nó được cụ thể bằng một loạt hành động ngày càng quyết đoán hơn. Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Macron đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Văn phòng ông Macron cho biết, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến mong muốn chung về việc tiếp xúc với Trung Quốc để đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine và tham gia xây dựng hòa bình bền vững ở trong khu vực. Điện LEC thì tuyên bố, ông Macron và người đồng cấp Mỹ hy vọng cùng Trung Quốc xây dựng chương trình nghị sự chung về khí hậu và đa dạng sinh học. Liên quan đến việc Trung Quốc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh hôm qua cho biết, Bắc Kinh ủng hộ việc thúc đẩy giải pháp hòa bình và sẵn sàng trao đổi với châu Âu về các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã trình diện tại Tòa án New York, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Ở diễn biến sau đó, trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi bị truy tố 34 tội danh, ông Trump cho rằng vụ việc là sự xúc phạm đối với nước Mỹ. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ sau khi trở về Mar-a-Lago, dinh thự bên bờ biển ở miền nam Florida, ông Trump nói, tôi chưa bao giờ nghĩ điều như thế này có thể xảy ra ở nước Mỹ. Tội ác duy nhất mà tôi đã phạm phải là ngoan cường bảo vệ đất nước khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó. Đây là sự xúc phạm đối với đất nước của chúng ta. Cũng trong bài phát biểu, ông Trump cho rằng cộng đồng thế giới đã tiến rất gần đến chiến tranh thế giới thứ ba. Ông nói, khả năng chiến tranh thế giới chưa bao giờ được các nước bên ngoài nhắc đến hoặc bàn đến dưới thời chính quyền của tôi. Việc này rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, chiến tranh hạt nhân. Chúng ta không cách xa điều đó nhiều đâu. Trước đó, cùng ngày sau khi tới văn phòng chánh biện lý Manhattan, ông Trump bị cảnh sát lấy dấu vân tay, bị truy tố tại tòa. Ông bị cáo buộc 34 tội danh, tuy nhiên tại tòa, ông không thừa nhận tội danh nào. Sau phiên tòa kéo dài khoảng 1 giờ, ông cũng không đưa ra tuyên bố nào. Thẩm phán ấn định phiên xử tiếp theo diễn ra ngày 4 tháng 12. Nhà lãnh đạo Đài Loan Trung Quốc Thái Anh Văn hôm qua đã có cuộc thảo luận với các quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan về tình hình khu vực trước thềm cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Los Angeles, tiểu bang California. Theo hãng tin Reuters, văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan thông báo bà Thái Anh Văn đã tổ chức họp trực tuyến từ Belize, điểm dừng chân cuối trong chuyến công du Trung Mỹ trước khi trở về quá cảnh ở Los Angeles. Thông báo cho hay bà được báo cáo vắn tắt về tình hình khu vực tổng thể và ra chỉ thị cho các đơn vị liên quan tiếp tục theo sát tình hình và tạo điều kiện cho phái đoàn tiếp tục nắm bắt tình hình trong thời gian thực. Liên quan đến cuộc gặp dự kiến diễn ra hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết sẽ tổ chức cuộc họp lưỡng đảng với bà Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan và một Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngay trên đất Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức tương tác chính thức nào giữa chính quyền Washington và Đài Bắc. Vâng, thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản quyết định thiết lập một khuôn khổ mới để cung cấp thiết bị quốc phòng và các nguồn cung khác cho các quốc gia có cùng chí hướng nhằm tăng cường hợp tác an ninh khu vực. Chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản được sửa đổi vào tháng 12 năm 2022, quy định việc thiết lập khuôn khổ để hỗ trợ các quốc gia có chung giá trị như duy trì pháp quyền. Chánh văn phòng nội các Masuno Hirokazu hôm nay cho biết, chính bộ trưởng của Hội đồng An ninh Quốc gia quyết định thành lập khuôn khổ hỗ trợ an ninh chính thức. Hỗ trợ sẽ chỉ được cung cấp trong lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột quốc tế nào và trong khuôn khổ các nguyên tắc của Nhật Bản về chuyển giao thiết bị quốc phòng. Ông Masuno nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản và nâng cấp khả năng răn đe của các quốc gia có cùng quan điểm trong môi trường an ninh khắc nghiệt.
Thưa quý vị, Israel sáng nay tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các cơ sở quân sự ở dải Gaza để đáp trả các tên lửa được bắn từ Palestine. Nguồn tin an ninh ở Gaza cho biết cuộc không kích nhắm vào hai đồn quân sự của cánh vũ trang phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas ở Tây Nam và trung tâm dải Gaza. Các cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng nhưng không có thương vong. Đài phát thanh Israel trước đó đưa tin người Palestine bắn rocket và súng cối sang miền nam Israel không gây thương vong nhưng làm hư hại một tòa nhà. Diễn biến xảy ra sau khi cảnh sát Israel đụng độ với các tín đồ người Palestine ở đền thờ Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem và một số khu vực lân cận. Trong bối cảnh số người phải đối mặt với cái gọi là cái chết cô đơn ngày càng tăng ở Hàn Quốc, một số khu dân cư ở nước này đang nỗ lực đến từng nhà để kiểm tra và nói chuyện với những người hàng xóm sống một mình. Bà Choi Yong-myeon và bà Kim Jong-suk, người dân phường Banghak Chu-dong ở quận Dobong-gu, đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Điểm đến là nhà của một người hàng xóm đang sống một mình. Xin chào, dạo này bà thế nào? Sau lời chào là hỏi han sức khỏe. Mắt bị đau nên bà vẫn còn đến bệnh viện đúng không? Vâng, tôi chỉ nhìn thấy một nửa qua con mắt này. Tôi mất thị lực rồi. Bà Choi và bà Kim là thành viên của nhóm chăm sóc hàng xóm gồm 8 người. Họ thường đến thăm và gọi điện thoại cho khoảng 990 người hàng xóm. Và khi phát hiện ra rủi ro, họ sẽ kết nối với nhân viên xã hội để được hỗ trợ. Bà Choi cho biết, điều tích cực của công việc này là xoa dịu nỗi cô đơn của những người hàng xóm. Chúng tôi lắng nghe những khó khăn, vấn đề của họ và trở thành tri kỷ của họ. Bà Kim chia sẻ, chúng tôi là hàng xóm nên họ có thể chia sẻ tốt hơn so với nhân viên xã hội. Sau đó chúng tôi làm việc với các chuyên gia để giải quyết vấn đề. Sự giúp đỡ như vậy là rất cần thiết để giảm các cái chết cô đơn ở Hàn Quốc. Theo báo cáo của Bộ Sức khỏe và Phúc lợi công bố năm 2022, số người chết một mình đã gia tăng trong những năm gần đây. Hiện tượng mà chính phủ cho rằng là do quá trình đô thị hóa gia tăng. Bà Song In-ju, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Quỹ Phúc lợi Seoul nói, cộng đồng và nỗ lực tự nguyện là cần thiết đối với những người hàng xóm này. Mặc dù quan chức nhà nước phải giám sát thường xuyên, nhưng những người này có thể giúp những việc cụ thể như kiểm tra xem đèn có bật và tắt hay không, các cửa có mở và đóng hay không. Quan trọng nhất là văn hóa cộng đồng cần được vực dậy. Mặc dù điều này có thể khó đạt được trong xã hội cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân ngày nay, nhưng văn hóa đoàn kết và chia sẻ là để có giải pháp lâu dài. Vâng, thưa quý vị, năm nay Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhiều hoạt động đã diễn ra ở hai nước để đánh dấu sự kiện này. Trong đó, thành phố Hội An của Việt Nam đã trùng tu một dấu tích của người Nhật Bản xuất hiện từ hơn 4 thế kỷ trước. Đài NSK mới đây đã kể cho khán giả Nhật Bản câu chuyện bảo tồn di tích của người dân địa phương, truyền đi thông điệp tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai nước. Trong câu chuyện của mình, NHK cho biết thành phố nằm ở miền Trung Việt Nam là nơi giàu lịch sử và văn hóa. Nơi này là trung tâm thương mại thịnh vượng vào thế kỷ 16 và 17, thu hút các thương nhân từ nhiều quốc gia bao gồm Nhật Bản. Người Nhật Bản đã giúp xây dựng cấu trúc này, được gọi là cây cầu Nhật Bản. Để mãi lưu giữ dấu tích này, thành phố Hội An đã quyết định trùng tu cây cầu và Nhật Bản đã hỗ trợ. Hai bên tổ chức buổi lễ vào tháng 12 năm ngoái để đánh dấu sự khởi đầu của việc trùng tu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, đây là công trình lịch sử của Nhật Bản còn sót lại trong thành phố của chúng tôi. Đó là biểu tượng đặc trưng linh hồn của Hội An. Đoạn phim của NHK cũng kể về các nỗ lực của những người dân nhằm bảo tồn lịch sử kết nối với Nhật Bản. Ngôi mộ này nằm trong khu vườn của bà Dương Thị Sáu. Bia mộ cho biết đây là mộ của thương gia người Nhật tên Banshiro, mất năm 1665. Bà Sáu cho biết các thành viên trong gia đình bà đã coi sóc ngôi mộ trong nhiều thế hệ. Bà nói, ngôi mộ có từ thời ông bà cố của cô, người đàn ông không có người thân, cô ở gần nên cô chăm sóc và quét dọn. Con gái và cháu bà Sáu cho biết, họ sẽ tiếp tục truyền thống. Cậu bé nói, nếu mẹ con già yếu, con sẽ quét dọn mộ giúp mẹ. Một ngôi mộ của người Nhật Bản khác nằm giữa cánh đồng, cách trung tâm Hội An 10 phút lái xe, thuộc về ông Tani Sherirobei, qua đời năm 1647. Ông Nguyễn Đình Hưng, một người dân địa phương cho biết, ông ấy qua đây sinh sống tới trọn đời của ông. Ông Hưng đã coi sóc ngôi mộ này từ khi phát hiện nó bị cỏ dại bao phủ cách đây khoảng 20 năm. Ông cho biết, tôi biết đó là mộ của một người đến từ Nhật Bản. Người Việt Nam nhìn chung có cái nhìn tích cực về người Nhật. Họ đã có nhiều đóng góp cho đất nước của tôi. Vì vậy tôi rất vui khi được chăm sóc cho ngôi mộ này.
Những nỗ lực của người dân Hội An là lời nhắc nhở về lịch sử giao lưu lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản, và mối quan hệ gần gũi giữa hai nước và người dân hai nước sẽ còn được tiếp nối trong nhiều năm tới.